Xin chào quý bà con nhà nông. Ở video hôm nay em muốn gửi đến quý bà con một dòng sản phẩm chuyên dùng cho trái sầu riêng, đó là phân bón lá hỗn hợp NPK hiệu Kali bo sữa. Với các thành phần và công thức đặc biệt sẽ giúp cho cây sầu riêng cân bằng hàm lượng dưỡng chất và axit amin cần thiết cho cây sầu riêng. Đặc biệt giúp sữa tướng trái khi còn non, trái tròn, xanh gai, nở gai và làm dai cuốn. Giúp cơm lên vàng, dày cơm, chắc cuộn, nặng ký và tăng hương vị đặc trưng cho trái sầu riêng. Hạn chế các tình trạng nám trái, nứt trái, thối trái, giúp tăng sản lượng và chất lượng nông sản cho quý bà con. Một chai như này có thể tích là 500ml. Về cách sử dụng, bà con chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau khi đậu trái, giai đoạn thứ hai là giai đoạn nuôi trái và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn dưỡng trái. Về liều lượng, bà con có thể pha 50ml thuốc cho bình 25 lít nước hoặc là sử dụng một chai này cho một phi 200 lít nước và phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Thuốc ở dạng sữa lỏng nên là dễ dàng hòa tan nhanh trong nước, bà con nên sử dụng vào sáng sớm hoặc là chiều mát để hiệu quả được tối đa. Trên đây là những thông tin hữu ích về chai Kali bo sữa mà em muốn gửi đến quý bà con. Bà con hãy nhanh tay đặt hàng ở phía dưới phần bình luận này, hoặc là bà con có thể gọi về cho công ty. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết và giao hàng tận nơi cho bà con.